Tình hình trước bão tại Akala Thái Nguyên cho anh em đây. Chắc cũng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là cơn bão gọi là siêu bão sắp đổ bộ vào đến đất liền rồi. Đấy. Nhưng mà công việc thì bên mình vẫn phải hoàn thành, còn tình trạng bão thì tính sau. Đấy, hôm nay cũng là cuối tuần nó khá là đông xe. Đây một chiếc VinFast VF5 xe điện. Xe này đang dán phim cách nhiệt. Đấy. Nguyên bản ra thì chưa có trang bị phim cách nhiệt, đi một thời gian rất là nóng, với lại là cái kính của nó là cái kính trắng, đi thì nó rất là lộ, không đảm bảo được cái riêng tư nên là phim cách nhiệt phải dán này. Bên này một chiếc Mac S300 đời 2010. Xe này thì bên mình chuẩn bị tiến hành là hiệu chỉnh lại bề mặt sơn, dán full PPF ngoại thất và lắp thêm nước hoa Evalon. Bên này một chiếc Honda CRV. Xe này thì đang chuẩn bị tiến hành vệ sinh dàn lạnh. Bên này một chiếc Hyundai Santa Fe. Xe này thì kiểm tra lại cái tình trạng điều hòa. Còn đây này, con này mới làm nhiều này anh em ạ. Đấy, con này lên full combo nhá, lắp màn hình Android này, dán phim cách nhiệt full xe này, và lên cả đèn nữa nhá. Con này nâng lên cả đèn nữa đó, ơi đó, nâng đèn nữa đấy. Cập nhật tình hình bão là cũng đang có thông tin là rất là căng, nhưng mà anh em vẫn phải hoàn thiện, vẫn phải làm để sao mà kịp tiến độ giao xe cho tất cả khách hàng tại Akala Thái Nguyên anh em nhá.